Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Sáng nay thứ hai ngày 23 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Nông nghiệp là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3. Người dân Quảng Ninh đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục lại sản xuất. Thị trường khởi sắc, nhiều doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Hải Dương tăng cường tuyển dụng lao động đáp ứng đơn hàng xuất khẩu. Bắc Giang phát huy vai trò các cấp hội phụ nữ trong việc xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn minh trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức kỳ họp thứ 21, kỳ họp chuyên đề thảo luận nghị quyết một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền để kịp thời giải quyết các vấn đề nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong công tác chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội và một số chính sách biện pháp khẩn cấp, cấp bách để kịp thời hỗ trợ khắc phục thiên tai do bão số 3 Yagi gây ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ sửa đổi bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác nhằm nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội của tỉnh, nhất là sau cơn bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 46.000 người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2024-2025, xem xét ban hành các biện pháp hỗ trợ thiệt hại nặng về nhà ở và biện pháp hỗ trợ một phần chi phí trục vớt phương tiện thủy của tỉnh Quảng Ninh bị đắm chìm trong bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sau những thiệt hại do bão số 3 gây ra đối với lĩnh vực chăn nuôi, bà con nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, bắt đầu khôi phục lại sản xuất. Bão tan, nước rút, toàn bộ hạ tầng chuồng trại và một vạn gia cầm, ao nuôi thủy sản của gia đình chị Nguyễn Thị Thủy ở khu Bình Lục Thượng, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều đã bị xóa sổ gần hết. Tổng thiệt hại ước tính 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình chạy lụt, được sự hỗ trợ của bà con xung quanh, đến nay gia đình còn giữ được một số gia cầm để tiếp tục tái thiết sản xuất. Bây giờ chúng tôi còn một ít khoảng độ 5.000 gà thì chúng tôi cũng đang cố gắng khắc phục để nuôi tiếp. Và hiện tại bây giờ thì tình trạng của gà cũng đang ốm và cũng đang cho uống vaccine, cũng đang chữa trị thuốc, mong là có cái sự hỗ trợ giúp đỡ gia đình chúng tôi để khôi phục kinh tế. Thiệt hại đối với lĩnh vực nông nghiệp của Đông Triều là 1.700 tỷ đồng, trên hơn 2.600 tỷ đồng thiệt hại toàn thị xã do bão gây ra. Riêng đối với lĩnh vực chăn nuôi ảnh hưởng rất lớn, với hơn 239.000 gia súc, gia cầm bị chết do ngập nước, bị cuốn trôi và chiếm hơn 61% tổng thiệt hại về đàn gia súc, gia cầm của cả tỉnh. Hiện nay cùng với kiểm tra rà soát, xác nhận thiệt hại cho bà con để làm căn cứ hỗ trợ, cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhân dân vệ sinh khử trùng môi trường chăn nuôi sau mưa lụt để tiêu diệt các loại mầm bệnh, đảm bảo chăn nuôi an toàn. Trại của nhà thì sập mà mất 2 trại, có chết 2.000 gà. Thì chúng tôi cũng có khắc phục xử lý về môi trường, vãi vôi rồi múc chuồn ngay, không để ô nhiễm. Phòng kinh tế cũng như là các phòng ban chuyên môn đã tiếp tục hỗ trợ các địa phương cũng như các bà con để khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, khắc phục về cái môi trường để chuẩn bị tái đàn. Đồng thời là cũng hỗ trợ các cái vaccine cũng như là cái hướng dẫn để bà con là vệ sinh môi trường chuồng trại để thực hiện sau bão thì sẽ tiếp tục là phát triển sản xuất. Thiệt hại đối với ngành chăn nuôi toàn tỉnh sau bão là trên 388.000 gia súc, gia cầm bị chết, trong đó nhiều nhất là thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí và huyện Tiên Yên. Hiện công tác hỗ trợ địa phương bị thiệt hại về chuyên môn được ngành nông nghiệp tập trung để nhân dân yên tâm tái đàn. Chúng tôi cũng đã phân công cán bộ là đi đến các địa phương để hướng dẫn hỗ trợ địa phương, đến tận các hộ cơ sở chăn nuôi để hướng dẫn bà con là khắc phục cái chuồng trại,
cải tạo lại chuồng trại và cái môi trường chăn nuôi cũng như là cái tình trạng sức khỏe của đàn gia súc gia cầm để hỗ trợ tăng sức đề kháng cũng như là vaccine phòng bệnh. Hướng dẫn địa phương là căn cứ theo cái hướng dẫn của liên sở 2160 thì tất cả những cái hồ sơ thủ tục liên quan đến hỗ trợ thì cũng cập nhật nhanh chóng và hướng dẫn bà con để hoàn thiện những cái hồ sơ đấy để nhanh chóng hỗ trợ cho thiệt hại sau thiên bão để cho bà con có thể là có cái nguồn vốn để có thể tái đàn trở lại. Từ nay đến Tết Nguyên đán còn hơn 4 tháng nữa, cũng đủ một chu kỳ chăn nuôi ngắn ngày đối với gia cầm và lợn. Ngành nông nghiệp cũng khuyến khích và hỗ trợ để các cơ sở, hộ chăn nuôi sau khi đã vệ sinh môi trường sạch sẽ, mua nguồn giống đảm bảo có thể nhanh chóng khôi phục lại sản xuất bình thường để phát triển kinh tế. Trong bối cảnh bão số 3 đã gây thiệt hại kinh tế hơn 50.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng bị ảnh hưởng hơn 100.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng hỗ trợ khách hàng bằng cách cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi vay và triển khai các chương trình tín dụng mới. Đến thời điểm này đã có 17 ngân hàng tuyên bố các chương trình giảm lãi vay cơ cấu nợ, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Trong đó Agribank đã giảm lãi suất từ 0,5% đến 2% và miễn 100% lãi quá hạn từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. SHB giảm 50% lãi suất cho khách hàng, thậm chí có thể giảm đến 100% tùy mức thiệt hại. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thực hiện đúng cam kết hỗ trợ kịp thời và minh bạch, không để trục lợi chính sách. Ngân hàng Nhà nước sẽ đề xuất các chính sách hỗ trợ rủi ro cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi bão. Từ đầu năm đến nay, nhất là trong quý 2 vừa qua, đơn hàng của các doanh nghiệp may mặc xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hải Dương tăng cao, có doanh nghiệp tăng tới hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp đã nhận được đơn hàng sản xuất đến tháng 2 năm sau. Để đáp ứng lượng hàng xuất khẩu, một số doanh nghiệp đã tăng ca và tuyển dụng thêm lao động. Năm 2024 này, số lượng đơn hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn may Tinh Lợi tăng 30% so với năm 2023. Để đáp ứng kịp thời các đơn hàng và mở rộng thị trường mới, công ty đã hoàn thành đưa vào hoạt động dự án nhà máy Tinh Lợi 3 từ cuối năm 2023, đồng thời thường xuyên tuyển dụng công nhân. Hiện nay, số lượng công nhân của 3 nhà máy lên tới 20.000 người. Công ty đảm bảo việc làm và thời gian làm thêm giờ theo đúng quy định, người lao động có thu nhập ổn định. Tôi rất vui mừng khi công ty nhận được nhiều đơn sản xuất để cho tất cả mọi người có công việc ổn định để làm và mức lương cũng ổn định để thu nhập cho gia đình. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, May Tinh Lợi đã đầu tư nhiều trang thiết bị tự động hóa, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nên có thêm nhiều khách hàng mới tiềm năng. Cái thị trường có những tín hiệu tăng trưởng tích cực so với năm ngoái thì thị trường tăng trưởng khoảng 30% và so với kế hoạch năm nay thì tăng trưởng 15%. Thì trong quý 3, quý 4 thì lượng hàng vẫn rất dồi dào và khách hàng vẫn yêu cầu rất nhiều từ nhà máy là có thể đáp ứng được cái nhu cầu đơn hàng cho khách hàng. Và cho những kế hoạch như vậy thì nhà máy đã có những cái tổ chức, những cái bước tổ chức để có thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng bằng cách là mở rộng lực lượng lao động, tăng cao tuyển dụng và đồng thời mở rộng thời gian làm việc. Thì nhìn vào trong thời gian từ đây đến năm tới, cái lượng hàng vẫn còn rất là nhiều. Công ty trách nhiệm hữu hạn Babeni Việt Nam chuyên may quần áo trẻ em cao cấp xuất khẩu sang thị trường EU Mỹ. Do luôn quan tâm đổi mới mẫu mã và chất lượng sản phẩm, nên từ đầu năm đến nay, lượng đơn hàng tăng khoảng 20% so với năm trước. Để kịp thời sản xuất khi lượng đơn hàng tăng cao, doanh nghiệp này tuyển dụng thêm khoảng 100 công nhân có tay nghề. Trong từ nay đến cuối năm ấy, thì cái sản xuất may thêu của công ty chắc tập đoàn Babeni Việt Nam cũng rất là khả quan. Và gần ở chỗ là cái đơn hàng thì cũng đã có đơn hàng và đảm bảo công việc, quan việc làm cho cán bộ công nhân viên từ nay đến cuối năm. Đặc biệt là dịp cuối năm là cũng hy vọng là đơn hàng sẽ tăng lên nhiều hơn bởi vì nó có cái Noel và có cái Tết. Cho nên là cũng hy vọng là khả quan hơn nhiều về việc này. Theo Cục Thống kê Hải Dương, 8 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất của ngành may mặc tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, đơn hàng xuất khẩu tăng là do nền kinh tế phục hồi, nhu cầu mua sắm của khách hàng tại các thị trường nhập khẩu tăng theo, dẫn đến nhiều doanh nghiệp đã ký được đơn hàng đến tháng 2 năm 2025. Lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn diễn ra vào ngày 9 tháng 8 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của bão số 3, lễ hội được chuyển sang ngày 19 tháng 8 âm lịch, tức ngày 21 tháng 9 vừa qua.
Dù diễn ra muộn hơn so với mọi năm, nhưng lễ hội vẫn thu hút sự quan tâm của hàng vạn du khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Lễ hội chọi châu năm nay có 16 châu chọi tham gia, chia thành 8 cặp đấu. 8 châu thắng vòng loại, tiếp tục thi đấu tứ kết để chọn ra 4 châu thi bán kết trận 1 và trận 2. 4 châu thi bán kết đều giành giải, trong đó châu số 4 của ông Lưu Đình Khang, phường Hải Sơn giành giải nhất, châu số 7 của ông Nguyễn Ngọc Hùng, phường Ngọc Sơn giành giải nhì. Hai châu số 10 và châu số 13 đồng giải 3. Các trận đấu diễn ra hết sức kịch tính và hấp dẫn. Và trong tất cả những mùa lễ hội của quê hương thì có những thời điểm thì tôi có ra sân để xem trực tiếp như thế này, và có những lúc mà bận thì vẫn xem qua truyền hình. Em về cái cảm xúc của bản thân tôi trong lúc này ấy, cũng như là bao nhiêu năm lễ hội thì nó đều có một cái cảm xúc rất là dạt dào và tự hào về cái lễ hội phi vật thể của quê hương mình. Lễ hội chọi châu gắn liền với tục thờ thủy thần và hiến sinh đã có từ lâu đời, lưu giữ những nét sinh hoạt văn hóa tâm linh, bản sắc văn hóa mang tính cộng đồng, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển Đồ Sơn. Đây là năm thứ 35 lễ hội chọi châu được khôi phục và tổ chức, là sản phẩm du lịch độc đáo của Hải Phòng. Đồ Sơn sẽ là đang hướng tới là du lịch điểm đến bốn mùa, và đặc biệt là thời điểm này là thời điểm bắt đầu vào thời điểm thấp điểm của du lịch. Chính vì vậy, gia đình quận Đồ Sơn đang đẩy mạnh các cái hoạt động sự kiện để làm sao thu hút khách du lịch về với Đồ Sơn trong thời điểm thấp điểm này. Quận Đồ Sơn xác định thời gian tới sẽ triển khai nhiều cách làm phù hợp với các quy định để động viên các chủ châu duy trì, phát triển lễ hội, góp phần quảng bá du lịch Đồ Sơn nói riêng và Hải Phòng nói chung. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Hàng không Việt Nam, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay đã có trên 600 khách quốc tế bị từ chối nhập cảnh, trong khi cả năm 2023 là 886 trường hợp. Việc gia tăng các trường hợp hành khách bị từ chối nhập cảnh gây thiệt hại cho các hãng vận chuyển, tạo áp lực lên cảng hàng không, đồng thời tiềm ẩn rủi ro mất an ninh an toàn trật tự tại các cảng hàng không và trên các tàu bay. Để giảm thiểu tình trạng này, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không khai thác các chuyến bay thường lệ quốc tế đến Việt Nam có biện pháp hiệu quả để giảm thiểu hành khách bị từ chối nhập cảnh. Thực hiện dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, thời gian qua, Hội Phụ Nữ các cấp của huyện miền núi Lục Ngạn Bắc Giang đã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phát huy vai trò của hội trong việc xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, từ đó xây dựng đời sống văn minh lành mạnh cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Những buổi truyền thông như thế này đã trở nên quen thuộc với các thành viên tổ truyền thông cộng đồng của Chi hội Phụ nữ thôn Cầu Nhạc, xã Phong Vân. Trực tiếp đến từng hộ gia đình để trò chuyện tuyên truyền, vận động hội viên tiếp cận nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đời sống hàng ngày. Ngày xưa bà con nơi đây vẫn còn các tập quán lạc hậu như là bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, thách cưới cao. Và từ khi có tổ tuyên truyền cộng đồng của chị em phụ nữ đến từng nhà tuyên truyền vận động thì bà con nhân dân nơi đây đã có cái nếp sống văn minh hiện đại hơn. Một số bà con cũng như là một số hội viên kia ông chưa biết thì cũng sẽ tập trung đến từng hộ, từng cá nhân, từng hộ trong thôn cũng như là ở một số hẻo lánh ở trong các thôn khác cũng như là thôn mình ấy, thì cũng tập trung giải thích từng bước để cho chị em nắm rõ. Vâng, là từ đó thì chị em nó nhận thức là khác so với lại ngày xưa. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, các chi hội phụ nữ đã đẩy mạnh hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng cũng như phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ hội viên, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay người dân đã dần xóa bỏ những hủ tục lạc hậu không phù hợp với thực tiễn, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân dần được cải thiện. Tôi thấy là các chị em phụ nữ cũng đến nhà là tuyên truyền với là tất cả là rất là bài bản và phù hợp, là tôi cũng là đồng ý và nhất trí với cái câu tuyên truyền này và là trong các chị em phụ nữ trong hội. Trước tình trạng nhận thức của hội viên phụ nữ không đồng đều, đời sống nhiều khó khăn, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Ngạn đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh đổi mới, nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật,
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong việc vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục. Thì chúng tôi cũng đã triển khai và nắm bắt tâm tư, xong rồi tổ chức các cuộc tọa đàm. Đấy. Và xong bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng qua đó tôi nắm được và xin ý kiến của các hội viên và xin ý kiến hội viên và xong đó là mở các cuộc đối thoại giữa hội viên nòng cốt với tổ truyền thông cộng đồng cùng với những người đứng đầu của các xã. Bài trừ xóa bỏ hủ tục lạc hậu là nhiệm vụ lâu dài, không phải một sớm một chiều. Do đó, ngoài sự vào cuộc của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Lục Ngạn, thì quan trọng hơn hết vẫn là nhận thức của người dân. Có như vậy mới có thể loại bỏ những thói quen tập quán lạc hậu, từng bước xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh ở các thôn bản. Tiếp theo chương trình là những thông tin về thị trường tiêu dùng. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, năm 2023, việc Trung Quốc mở cửa thị trường cho sầu riêng Việt Nam thông qua ký nghị định thư cho phân khúc sầu riêng đông lạnh được nhập khẩu vào quốc gia này là cơ hội để ngành hàng nâng cao giá trị. Dự báo kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam năm 2024 có thể đạt 300 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Cục Bảo vệ Thực vật nhìn nhận ngành sầu riêng cấp đông Việt Nam hiện vẫn còn nhiều thách thức. Nếu không chấn chỉnh nâng cao nhận thức và tuân thủ quy định, nhà chức trách Trung Quốc sẽ có biện pháp xử lý. Do đó, thời gian tới, Cục Bảo vệ Thực vật sẽ tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cho địa phương doanh nghiệp về những vấn đề này. Sau đợt mưa bão, nhiều trang trại bị thiệt hại, một lượng lợn rất lớn vật nuôi bị chết hoặc hộ nuôi phải bán tháo do chuồng trại ngập sâu trong nước lũ. Nguồn cung thiếu hụt là nguyên nhân đẩy giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc tăng vọt trong những ngày gần đây. Ghi nhận tại các tỉnh thành ở miền Bắc, lợn hơi hiện được thu mua trong khoảng 70.000 đồng kg, cao nhất cả nước, trong khi miền Trung và miền Nam mức giá phổ biến từ 63.000 đồng đến 65.000 đồng một kg. Cũng do thiệt hại sau bão, giá rau xanh trên thị trường tăng giá mạnh, có loại tăng hơn gấp 3 lần và vẫn tiếp tục leo giá từng ngày. Mặt hàng rau muống giá 20.000 đồng đến 30.000 đồng một mớ, cải bắp tăng từ 15.000 đồng lên 25.000 đồng một kg, nhiều loại rau thơm tăng gấp đôi so với trước bão. Hiện các vùng sản xuất rau gặp mưa lớn liên tục khiến rau bị hư hại, chất lượng không được tươi như trước, khiến nguồn cung nhiều loại rau củ, nhất là rau xanh bị hạn chế. Với mạng lưới giao thông đường thủy đa dạng, trong đó có nhiều vị trí giao cắt giữa tuyến luồng vận tải với tuyến luồng phục vụ khách tham quan du lịch. Sau bão số 3, nhiều hạng mục bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến luồng đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Với tinh thần kiên quyết đảm bảo giao thông góp phần phục hồi kinh tế sau bão, đến nay các sự cố trên các tuyến luồng đường thủy thuộc phạm vi quản lý đã được Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh chủ động khắc phục, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Trên vịnh Hạ Long, bão số 3 đã làm đổ gãy hư hỏng gần 16 cột biển cảnh báo, định hướng tuyến luồng. Cùng với việc nhanh chóng khắc phục, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu đơn vị quản lý tuyến luồng tiếp tục rà soát, phát hiện, không để các phương tiện, vật thể bị đắm, chìm, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên vịnh. Tuần tra mà phát hiện các cái chướng ngại, các cái tàu nó trôi giạt, chìm, không thuộc phạm vi trách nhiệm của công ty quản lý thủy, thì chúng tôi cũng đã kịp thời báo cáo Sở Giao thông Vận tải. Đồng thời là tại hiện trường anh em đi tuần tra đó hiện cũng đã thả các cái phao cảnh báo và liên hệ trực tiếp với các cơ quan cảng vụ đường thủy địa, cảng vụ hàng hải để các anh phối hợp và thông báo kịp thời cho chủ phương tiện để có các cái biện pháp. Theo thống kê, với 18 tuyến luồng đường thủy nội địa, tổng chiều dài hơn 300 km trải dài toàn tỉnh, bão số 3 đã làm đổ gãy gần 150 cột biển báo, hư hỏng 24 phao luồng cùng nhiều đèn tín hiệu bị trôi, tổng thiệt hại ước tính trên 5,2 tỷ đồng. Cùng với ưu tiên khắc phục những vị trí cấp thiết đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông, Sở Giao thông Vận tải đang tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan ra soát lên phương án xử lý tổng thể, đảm bảo chất lượng và tuổi thọ các hạng mục công trình. Trong quá trình triển khai các bước xử lý dứt điểm các thiệt hại do bão gây ra, Ban Quản lý Vốn Sự nghiệp Giao thông đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến luồng triển khai ngay các biện pháp tạm thời khắc phục những vị trí báo hiệu hư hỏng, đảm bảo giao thông trên tuyến luồng được thông suốt an toàn. Hoạt động giao thông vận tải, trong đó có hoạt động giao thông đường thủy nhanh chóng được phục hồi, đang góp phần tích cực để Quảng Ninh nhanh chóng vực dậy, phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội sau bão.
Chương trình Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sáng nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.